Nếu mà đó mình ra giấy phòng luôn, chọn luôn, sao cái mùa này nó ưu đãi á. Giống như là phía mình đã thêm biết cái giấy phí nó rẻ, con bắp nó không nó bị mắc. Còn mở cái này nó đặt cấp tốc á. Ở bên đó. Thì mắc hơn. Mua tại chỗ. Kiểu lãnh thổ của con rồi. Bữa gia đình con ở Tam Dương Hồng thì nó một cái tòa nhà nó đòi đủ tiền, người luôn nó rộng lắm. Cái hồ bơi, đồ chơi, đồ nghỉ dưỡng này. Sao? Cái đem đi hả? Dạ. Không ở cái chỗ kia đi phân. Cầu Ranh là sân bay Cầu Ranh. Chút nữa bây giờ trên đường mình chạy vô coi coi anh tí bắt tôm lên. Hẹn tôm vô lúc 2 giờ mình coi thử. Để sạc pin nè. Để sạc pin. Nó căng chút xem. Đúng rồi chú. Rồi. Gốm lớn gốm. Ờ thì nó đang làm lớn lên. Đúng. Mình đang đồ nhiều nó không kem ra này đâu. Lớn lắm. Kem ra lớn đó có đó. Đi mình bê đồ mình đi đà quên bê mình cho luôn mình bê đó nó có bên cảng luôn vậy đó cá bên cảng rồi đi mình bê xếp mình đi đà quen quên bê mình cho mình đỡ đá chiều mình đi đà mình gì à cho phong tròn luôn á mấy em cũng chở đi dọc cho bây giờ đại khái như từ bên sân bay mình đi về mình đi qua cầu bây giờ qua cầu đi mình vô Cam Ranh này. Đây là cái vịnh Cam Ranh dân cư ở đó đó. Đây cái vịnh Cam Ranh dân cư ở đó. Đó, hồ biển. Trời ơi. Hay quá con. Và đúng không? Ý thiền ý nó cũng 24 chữ cái á vừa nghe ăn anh. À 4 hả? Ờ nó đọc món đọc quá. Đọc 4 chữ cái mà nó nhõng nhẽo quá thành còn. Nhõng nhẽo quá. Nhõng nhẽo nha. Nhõng nhẽo lớn rồi. Về thấy ờ xưa còn. Đi về thấy ăn khen giống như tuổi với con nè. Ăn khen giỏi lắm. Không có nhậm nhiều. Đây cho bữa trên á. Chỉ là nó đi nó bay trường xa quá. Không nó để tên vậy thôi. Đúng rồi, nó lấy tên trường xa. Trường xa nó có sân bay đâu đi. Nó đi tàu. Tới khu vực Cam Ranh nha. Đây tới đi là tới Mỹ Khê. Mỹ Khê Cam Ranh. Mỹ Khê Cam Ranh. Coi thử đường. Vậy để mình lên đường kia mình đi. Coi thử nó vô chưa? Nó vô kìa, mình đứng á, nó chỗ đó kia nên gặp bên đó. À. Nó cũng chỉ về bên đó luôn. Trên nè. Đường trên rồi. Chỉ về đường trên. Vậy là mình đi lên trên. Nhà hàng biết. Em rồi. Đó, vô ghi nó đang cặp vô nó thể thơm lên đó. Đâu có chị đi được đâu. Ở phía trên kìa. Đâu có chị xuống đi được. Ừ. Đó, đừng mà rổ lên chia á. Nó bả lâu lắm, tiếng hồ. Tiếng hồ. Nó cặp hồ kia. Ờ. Chắc đi đường nhà hàng biết xuống. Ừ. Đi đường đá xuống. Bây giờ ngọt lại đường đó đi. Đi cái đường nhà hàng biết đó đúng không? Nhà hàng biết biết. Khu vực này là tôm nó vô nè. Tôm nó bắt vô mỗi ngày luôn, tập kết tôm ở đây. Cái này ghi của ghi con Trí nè. Trí con cũng mấy hiền. Chứ ghi mình đây. Còn ghi kia má chưa. Sao sớm giờ nó vô đây ghi ảnh nó cho đi bóc xong rồi. Ở bên đây bóc xong rồi bắt đầu ghi bóc lên. Đó, đầu xe bị cháy. Mình nó chập điện nó cháy trước. Ở cái bãi này nó kêu là Cam Ranh luôn á. Ở trên đây coi số 4. Để vô xong bóc lên. Dạ, bóc lên chi luôn. Này buổi sáng mình đi qua thì cắt bà đổ luôn. Còn ví dụ đổ đi mua con 2 con 5 nghìn. Ghi này có 1 tí nè.
con có bác Bảy nè, hành nghề bên bên bốc tôm vô cho công ty ấy. Ở đây là vị trí lá tôm lớn nhất của Trung Lâm. Ở trong cầu luôn, lớn bằng đây đâu. Tôm đi sai đi. Có xe tải nó vô nó bốc luôn. Bé bốc đầy con. Có xe tải nó vô nó bốc thẳng luôn. Nó có oxy rồi trên trên đó luôn. Cái phân loại rồi á. Đi đây nè. Đi đây tí rồi. Chứ ở kia nó bự chứ. Đi đây cũng tí rồi. Không chỉ nó bự nó có tí rồi. Chở con ok. Chở vô công ty. Tại thấy con công ty mướn mướn cái kia này chở tôm vô mỗi ngày. Đây là nó bắt đúng lứa nè phải không Đức? Nó bắt đúng lứa xong đúng lứa xong lên. Bê lại xuống lại nó bắt. Ờ nó bắt lên. Sai bắt sai đó nó bắt. Chỉ là cái gì con ký chút nữa nó xuống rồi nó bắt tôm lên. Đổ vô. Chút nữa ăn chút nữa. Chút nữa, chút nữa. Nhớ đi cái đó luôn. Mỗi ngày là con chở tôm vô vậy phải không? Dạ. Mỗi ngày luôn. Sáng đưa vô nhiều gì bả tôm lên đi đầu kia gì thôi. Tôm này nuôi bì xe rồi đó. Tôm này nó nuôi bì xe rồi đó, rồi ra lấy vô. Phim chút để kỷ niệm rồi coi xong rồi vô lại vô nha Trang lại. Mấy bữa mấy con cô Năm thì cũng làm đây phải không? Dạ đúng rồi, hôm bữa cô mới bắt tôm chỗ bà chị Thanh nè. Ờ à, Thanh rồi nó cũng cặp vô dạ, kiểu này bắt hôm bữa gặp anh Bi rồi nè. Một lần chở vô khoảng bao nhiêu tôm? Dạ, 1 tấn mấy á. 1 tấn mấy tôm luôn? Dạ. Ở trên kia mình bây giờ cả tấn rồi hả? Dạ, bây giờ là 1 tấn rưỡi. 1 tấn rưỡi tôm luôn. Dạ. Cái con, cái lứa tôm này bao nhiêu lạng con? Dạ, 3 lạng, 3 lạng mấy. 3 lạng rưỡi, cỡ trung bình là 3 lạng rưỡi. Tấn mấy, 1 tấn mấy một chuyến em? 1 tấn mấy tôm một chuyến như vậy nè. Một con 3 lạng mấy? À. Một con cỡ 3 lạng rưỡi, 3 lạng rưỡi, 4 lạng, đại khái. Chút nữa bóc hàng tôm nhiều lên hết. Dạ cũng có vì gần đây có bị xe. À. Tầm như mình đi Bình Ve rồi, tầm 45 phút có chỗ. Nhưng mà cái chủ công ty này á, đâu phải chủ công ty này nuôi tôm đâu. Mấy người mấy khác. Mẹ đi mua. Mẹ đi mua lại, đi thu mua, đi thu mua. À, tôi mua. Đi mua lại. Tôi mua lại rồi cái tôm này xuất đi Trung Quốc luôn. Một cái. Đủ chỗ. Bây giờ có công việc làm gì là ổn định rồi. Dạ. Bây giờ có hành nghề cái chiếc ghi này là làm ổn định rồi. Có việc làm. Chứ chợ nó cũng đi ghi nó sáng nó cũng đi chung với cô mà đều nó đi ghi khác, nó cũng đi ghi làm thư ký á, à, đi ghi sổ. Bây giờ sao nó bỏ đâu rồi? Bữa ông về ông câu á. Ông câu chỗ đây nè. Câu cái gì nè. Thì hàng đi nó chở đi Trung Quốc em.
Ông về đó. Ông về đóng câu cái này ở đóng câu chỗ này luôn. Rồi câu chỗ đây mấy ngày bà chạm bà vô kìa. Đó ông câu á. Câu đi chứ được 100.000 á. Rồi bắt đầu chia cát xuống. Chia cát xuống bắt cái hàng tôm này đi đi lên công ty. Làm ổn định gì cũng được, mỗi ngày luôn, mỗi ngày chở công luôn. Đi nó có việc làm. Dạ, có bữa đi nhiều thì ghi mình chạy, bữa đi ít thì mình nghỉ. À, quý mình nghỉ. Dạ. À. Nó chạy cũng có bữa, chứ không phải ngày này cũng chạy. À. Gần mà ở cái hồ tôm thì cũng gần chạy vòng vòng ở trong đi không à. Còn ở Bích Bè đó, chỗ khác hơn. Dạ, Bích Bè, phải chạy quay cái núi kia luôn. Quay cái núi đó luôn. Quay cái núi kia mới tới khu vực Bình Ba. Ở trong này là chẳng chụp ranh. Quay bên đảo luôn hả? Dạ, quay đảo luôn. Vậy hả? Ở cái ghi con đi mấy đứa? Dạ, có bữa thì đi 8 đứa, 9 đứa. 8, 9 đứa là chỗ đó? Dạ, chia nhau mà làm. Chia nhau làm. Lúc tô mà bả rổ chỗ này nè, rồi đứa ra xếp thùng vô xếp. Rồi cái lương công nhân đó là chủ công ty nó chi ra hay là con chủ? Trời ơi, bên kia mấy công ty kia nó cũng đưa xe vô ấy theo. Mấy nhà bốn lóc hả? Nhà mấy sáu. Mấy sáu lóc hả? Dạ, sáu. Rồi, xe đó rồi tí. Đó xì luôn. Có anh xì mà. Thôi mà chở đi. Thôi mà để chạy. Thôi mà để chạy. Đó, chụp chính này thấy không? Chụp chính này. Đó, chụp chính đó. Nó tới đèn rồng. Nó tới đèn rồng rồi mình chụp lên nó dính. Có nhiều quá để nó... Bỏ vô, bỏ vô rồi, bỏ vô rồi. Nó lớn lại, lớn. Thả xuống biết được. Thả xuống biết được ngày mai mình câu nó lại được không? Đúng. Đem nó lên được rồi, lấy luôn. Nó nhả quá uổng. Cái gì ở đây ăn ngon rồi. Cỡ đó rau chua ngon rồi. Thank you.
phía trên. Tôi quay một chút nữa. Bây giờ bắt tôm lên nè. Thì bắt tôm lên là một tấn mấy. Tấn 1, tấn 2. Thì chỉ đi chỗ mướn thôi. Đại khái như là có một công ty đó thu mua những cái bì tôm ở ngoài kia là con có 350g, 400g. Rồi nó lựa tôm nó mới bắt đi vô mấy chiếc kia này chở lên. Chở lên cho công ty, rồi công ty nó đưa về Móng Cái Trung Quốc. Đại khái là đi đường dây nó mạnh hơn. Vậy đưa lên xe tải là một tấn mấy tôm vậy đưa lên xe tải là chị luôn. Nhưng mà nghe mình đi được con chuyến à? Nghe được đường chuyến à. Bắt buổi sáng buổi trưa vô Mỹ à, đúng không? Bắt buổi chiều được. Bắt gì cái này trời. Cái này